Xin chào quý anh chị đang theo dõi kênh của Trung Thức Auto. Trung Thức Auto, đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng, có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Và nếu anh chị nào thường xuyên xem kênh của Trung Thức Auto thì anh chị có thể thấy là ngày nào Trung Thức Auto cũng có video, ngày nào Trung Thức Auto cũng có những sản phẩm mới về với cửa hàng. Và trước tiên thì em xin phép lại được giới thiệu với những ai lần đầu tiên đến với kênh của Trung Thức Auto về một nơi, về một cái trung tâm mua sắm xe đã qua sử dụng có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Lúc này là anh chị đang xem không gian trưng bày xe của trung tâm của Trung Thức Auto. Và xa xa chúng ta sẽ nhìn thấy là showroom của TST, hay là gì ạ? Auto Thịnh Phát, ST Auto, hay như là Auto 62, Xe tốt 360. Đây là một cái địa điểm mà có khoảng hơn 10 showroom, hoạt động mua bán diễn ra rất là sôi nổi. Đây có thể nói là gì ạ? Một điểm đến mà quý anh chị, một điểm đến mà anh chị có thể tìm được cho mình những chiếc xe gì ạ, rất nhiều loại xe có thể phù hợp với cả anh chị. Và Trung Thức Auto là một đơn vị là kinh doanh xe gầm cao, vua gầm cao, và có thể nói là dùng từ vua gầm cao, chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng như là gì ạ, Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, đó, rồi là gì ạ? Honda V hay Kia Sorento. Đó là những chiếc xe gầm cao. Tuy nhiên không chỉ kinh doanh những dòng xe đã qua sử dụng gầm cao mà Trung Thức Auto còn có gì ạ, những chiếc xe gì ạ mà khách hàng khi đến đây muốn thay đổi cho mình những chiếc xe gầm cao thì họ đã để lại những chiếc xe cho bên Trung Thức Auto, và những chiếc xe là gì ạ? Những chiếc xe đẹp. Và chính vì đó cho nên Trung Thức Auto sẽ mua lại những chiếc xe đó để có thể phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng khi yêu mến và quý mến đến với Trung Thức Auto. Và sau đây thì em xin phép được giới thiệu hai chiếc xe. Đó chính là gì ạ? Chiếc xe Toyota Innova phiên bản G, và chiếc xe thứ hai đó là chiếc xe Toyota Vios phiên bản, cũng là phiên bản G. Và cả hai chiếc xe này thì chiếc xe Toyota Vios phiên bản G này có là biển thành phố, còn chiếc xe Innova này là mang biển tỉnh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào chiếc xe Toyota Vios, và bạn camera có thể cho quý anh chị theo dõi qua về không gian của ngoại thất của chiếc xe này. Nhìn từ phía đầu xe thì chúng ta thấy là chiếc xe Toyota Vios này là vẫn còn là nguyên bản xe cụm đèn pha nguyên bản, xe đã được trang bị là dải đèn sáng ban ngày. Đèn chiếu gần thì được trang bị là kiểu bóng chiếu projector, đó là bóng đèn gì ạ? Bóng đèn halogen. Đó. Về lốp thì vẫn là 4 lốp theo xe, lốp dự phòng thì chưa hạn. Đó. Và xe này thì gì ạ? Keo chỉ còn nguyên zin. Đó. Nước sơn thì cũng đã có sơn tỉa vài chỗ, và theo đánh giá thì nước sơn là còn đảm bảo đến 90%, 90% anh chị nhá. Đó. Và ở hông xe này thì mình có thể nhìn thấy là gì ạ? Chiếc xe này thì cũng đã được chủ cũ trang bị thêm những chi tiết như là vè che mưa, đó, rồi là phim dán kính, Chúng ta sẽ cùng đi đến về phía đằng sau của xe. Chiếc xe này thì phía đằng sau thì cũng vẫn là nguyên bản, và vẫn nguyên bản. Xe đã có được trang bị là camera báo lùi kết hợp với cả gì ạ? Hệ thống cảm biến. Đó, chúng ta có 4 cảm biến phía đằng sau. Đó, điều này giúp cho anh chị là lái xe có thể an toàn hơn. Chúng ta sẽ đi vào khoang hành lý của chiếc xe Toyota Vios. So với cả các chiếc xe trong cùng phân khúc ấy, thì Toyota Vios có không gian khoang hành lý là rộng rãi nhất. Chẳng hạn như là so với cả Hyundai Accent hay là Honda City. Vâng. Thì anh chị có thể nhìn thấy là không gian khoang hành lý của chiếc xe này rất là rộng rãi. Vâng, rất là rộng rãi. Sự thực dụng của những chiếc xe Toyota. Vâng. Chúng ta sẽ kiểm tra xem lốp sơ cua. Vâng, lốp sơ cua còn theo xe, lốp sơ cua còn chưa hạ với anh chị nhé. Vâng, lốp sơ cua còn chưa hạ. Đó. Và chiếc xe này có một chi tiết nữa là anh chị có thể nhìn thấy, đó chính là chìa khóa xe nó được trang bị là chìa khóa thông minh. Một điểm mà chúng ta có thể mở cốp từ xa trên chính chiếc chìa khóa này. Đó. Rất là tiện lợi, đúng không ạ? Và Trung Thực Auto thì luôn luôn mở cửa để chào đón quý anh chị đến với showroom, kể cả là tối muộn. Và sau đây thì xin mời quý anh chị, chúng ta sẽ cùng đi vào cái không gian nội thất của chiếc xe Vios này. Xin mời quý anh chị. Và bước vào không gian nội thất của chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2020, có chủ sở hữu là tư nhân và mang biển thành phố. Thì chiếc xe này về nội thất thì vẫn còn là nguyên bản, bộ ghế da theo xe. Vâng, xe được trang bị ghế da theo xe. Đó. Các tính năng là gì ạ? Xe được trang bị là vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Và trên chiếc xe này nếu như anh chị được thừa hưởng là chủ sở hữu tiếp theo chiếc xe này thì anh chị sẽ có thêm là gì ạ? Tính năng là gì ạ? Tốc độ thêm là cruise control. Vâng, ga tự động. Đó. Tất cả còn rất là mới quý anh chị nhé. Nếu anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ ngay với số điện thoại của Trung Thực Auto có trên màn hình để được lái thử và trải nghiệm. Đó. Xe này thì cũng chia sẻ thêm với cả quý anh chị là chiếc xe Toyota Vios cũng đã có rất nhiều sự thay đổi so với các thế hệ trước đó. Đó là như là gì ạ? Hệ thống màn hình hiển thị trung tâm, rồi là gì ạ? Hệ thống âm thanh, màn hình DVD, hệ thống điều hòa là tự động. Đó, hệ thống điều hòa tự động. Rồi, xe thì cũng đã được trang bị là hệ thống an toàn như là 7 túi khí, rồi là hệ thống ổn định thân xe, cân bằng điện tử đấy ạ, hệ thống kiểm soát lực kéo TST. Vâng, rất nhiều tính năng như hay là hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, rất nhiều tính năng để cho đặc biệt là những chị khách hàng nữ có thể sử dụng, đó chính là gì ạ? Chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Vâng. Đó. Về không gian nội thất của chiếc xe này thì có thể thấy là gì ạ? Còn rất mới. Bạn camera có thể cho quý anh chị xem qua một lượt để thấy được rằng là không gian nội thất của chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2020 có chủ sở hữu là tư nhân và mang biển gì ạ? Thành phố. Đó, chủ cũ cũng rất là bảo vệ, cũng rất là cẩn thận khi mà gì ạ? Bọc trần xe đấy ạ, bọc trần xe. Và đó. Xe thì có được trang bị là gì ạ? Hệ thống cảm biến lùi, cảm biến góc, đúng không ạ? Không gian rất là rộng rãi. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với khoang động cơ của chiếc xe Toyota Vios này. Vâng, xin mời quý anh chị. Xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với khoang động cơ của chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2020. Một điều nữa mà Trung Thực Auto cũng xin chia sẻ và với những ai mà lần đầu tiên đến với cả video của Trung Thực Auto, đó chính là gì ạ? Quan điểm của Trung Thực Auto chúng em là luôn luôn làm xe đẹp, và chúng em tự tin về điều này bởi vì có tự tin với cái đội ngũ kỹ thuật là lâu năm, nhiều kinh nghiệm, rồi là với một quy trình kiểm tra đầu vào rất là chặt chẽ. Và chiếc xe này thì bạn camera có thể cho thấy là gì ạ? Keo chỉ còn zin, và keo chỉ lắp capo còn zin. Đó. Một điểm nữa là tất cả những chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì Trung Thực Auto luôn luôn cam kết là động cơ, hộp số là còn nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước. Đó, và ngoài ra thì với giấy tờ thì cam kết là không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không phạt nguội. Dạ. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với chiếc xe thứ hai, đó là chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0G sản xuất năm 2019. Và xin mời quý anh chị. Vâng, đây chính là chiếc xe Toyota Innova mà Trung Thực Auto sẽ giới thiệu tới quý anh chị trong video này đấy ạ. Chiếc xe này thì có mang biển tỉnh, có chủ sở hữu là tư nhân. Và về không gian ngoại thất của chiếc xe thì bạn camera có thể cho quý anh chị nhìn thấy là gì ạ? Về phía đầu xe, tất cả mọi chi tiết vẫn còn là nguyên bản, cụm đèn pha và vẫn là sử dụng là kiểu đèn phản xạ đa hướng, và bóng đèn halogen, rồi chi tiết cụm đèn pha, rồi cho đến là đèn sinh nhan, đèn gầm. Chúng ta đi tiếp theo đến là cái lốp vẫn là 4 lốp theo xe, 4 lốp theo xe quý anh chị nhé. Vâng, chiếc xe này thì vừa về tới cửa hàng cho nên là anh chị có thể nhìn thấy là nó chưa kịp được đưa vệ sinh, dọn rửa, và chúng em muốn giới thiệu ngay bởi có rất nhiều khách hàng cũng đang rất là quan tâm những sản phẩm Toyota Innova này. Chúng ta đi đến không gian bên sườn xe thì ở sườn xe này thì chúng ta thấy là nếu anh chị là chủ sở hữu tiếp theo của chiếc xe này thì anh chị sẽ được là gì ạ? Thừa hưởng một số chi tiết đã được lắp thêm như là vè che mưa, dán kính, hõm tay cửa mạ chrome, hay là tay cửa này cũng được ốp chrome đấy ạ. Vâng, ốp mạ chrome. Rồi là gì ạ? Bậc lên xuống anh chị nhé. Vâng. Các chi tiết vừa viền đèn cũng đã được chủ cũ trang bị thêm. Tuy nhiên đây là một chi tiết là viền đèn này ở phía bên này cũng đã rồi ạ. Sau thời gian thì cũng đã bị bong trong một chút. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào kiểm tra không gian. Ôi trời ơi, mở lặng quá. Đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng là đây là một chiếc xe Toyota Innova với 8 chỗ ngồi. Và một chiếc xe rất là rộng rãi cho những ai sử dụng chiếc xe này cho mục đích sử dụng là gia đình hoặc là cũng có thể là kinh doanh dịch vụ. Chiếc xe này thì lốp sơ cua còn chưa hạ với anh chị nhé. Lốp sơ cua còn chưa hạ. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng vào với cả không gian nội thất của chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0G sản xuất 2019. Xin mời quý anh chị. Vâng, chúng ta bước vào không gian nội thất của chiếc xe Toyota Innova phiên bản G sản xuất 2019. Xe thì cũng đã được trang bị các chi tiết như là ốp gỗ này, ốp gỗ rất là đẹp và vẫn còn rất là mới quý anh chị nhé. Rồi là xe được trang bị hệ thống màn hình DVD, hệ thống điều hòa là tự động, tay lái bọc da, mạ bạc và có các phím điều khiển trên vô lăng. Đó. Ở thế hệ này thì xe cũng đã được trang bị là các cái tính năng an toàn như là cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ kiểm soát lực kéo, rồi là gì ạ? Hệ thống 3 chế độ lái Eco Mode hay là Power, cần số cũng rất là còn bọc da, vẫn còn rất mới các chi tiết này. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này thì anh chị có thể liên hệ ngay với Trung Thức Auto theo số điện thoại có trên màn hình để được lái thử và trải nghiệm. Và Trung Thức Auto thì cũng luôn luôn mong muốn là quý anh chị khi đến xong showroom của Trung Thức Auto thì mình có thể là đi cùng với cả người quen, những người có kinh nghiệm về ô tô để mình có thể là gì ạ, đánh giá và trải nghiệm về những chiếc xe đang được Trung Thức Auto giới thiệu tới quý anh chị. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với cả không gian động cơ của chiếc xe Toyota Innova này. Vâng, xin mời quý anh chị. Vâng, sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian động cơ của chiếc xe Toyota Innova này. Chiếc xe Toyota Innova này thì về động cơ thì chúng ta có thể nhìn thấy là gì ạ? Xe được trang bị hệ thống là hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép điều VVT-i, một trong thế hệ động cơ tiết kiệm nhiên liệu của Toyota. Và tất cả những chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Thức Auto thì Trung Thức Auto luôn luôn cam kết là gì ạ? Động cơ hộp số là còn nguyên bản anh chị nhá, động cơ hộp số còn nguyên bản. Và chiếc xe này thì cũng vừa về mới cửa hàng cho nên là gì ạ? Chưa kịp đưa vào vệ sinh dọn rửa. Nếu anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Thức Auto để được lái thử và trải nghiệm. Như vậy là Trung Thức Auto vừa giới thiệu tới quý anh chị hai chiếc xe, hai chiếc xe mang thương hiệu Toyota. Chiếc xe đầu tiên đó chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản G sản xuất 2020 và chiếc xe thứ hai là chiếc xe Toyota Innova cũng phiên bản G nhưng sản xuất 2019. Đó. Và Trung Thức Auto thì luôn luôn làm xe đẹp và tự tin về những sản phẩm mà được chào bán tới quý anh chị với đội ngũ là gì ạ? Kỹ thuật lâu năm, lành nghề và quy trình kiểm tra chặt chẽ. Chính vì đó cho nên có rất nhiều quý khách hàng là gì ạ, đã theo dõi kênh Trung Thức Auto, đã theo dõi quá trình hình thành và phát triển của Trung Thức Auto nên là gì ạ, đã tin tưởng và yêu quý. Có những trường hợp khách hàng đã gì ạ, đặt cọc ngay những chiếc xe gì ạ đang được giới thiệu trên video này. Và Trung Thức Auto cũng tự tin để nhận tiền đặt cọc của quý khách hàng với những chiếc xe là gì ạ, những chiếc xe ngay trên video này. Và cái việc là gì ạ, Trung Thức Auto sẽ di chuyển và ship xe đến là gì ạ, chuyển xe đến tận nhà của khách hàng. Và nếu như những chiếc xe mà gì khi mà chuyển tới vị trí địa chỉ của anh chị mà anh chị kiểm tra không đúng như những gì Trung Thức Auto cam kết, anh chị có quyền từ chối không nhận xe. Và anh chị có quyền từ chối và mọi chi phí cho việc di chuyển chiếc xe đó là Trung Thức Auto sẽ chịu mọi chi phí anh chị nhá. Và sau đây thì Trung Thức Auto xin phép được là báo giá hai chiếc xe đang được chào bán tại cửa hàng. Và chiếc xe Toyota Vios này có giá lăn bánh vào thời điểm hiện tại này nó có giá khoảng tầm 660 triệu. Nhưng nếu như anh chị sử dụng một chiếc xe đã qua sử dụng đang chào bán tại cửa hàng Trung Thức Auto thì chiếc xe này đang có được giá chào bán là gì ạ? Chưa đến 550 triệu, chưa đến 550 triệu quý anh chị nhé. Nếu anh chị quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios phiên bản G sản xuất 2020 mang biển thành phố có chủ sở hữu là tư nhân một chủ từ đầu, hãy liên hệ ngay với Trung Thức Auto để được lái thử và trải nghiệm. Và tiếp theo thì Trung Thức Auto xin phép được giới thiệu và xin được chào bán chiếc xe Toyota Innova phiên bản G sản xuất 2019 có giá bán là gì ạ? Chưa đến 700 triệu. Chưa đến 700 triệu của anh chị nhé. Nếu anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Thức Auto theo số điện thoại trên màn hình để được lái thử và trải nghiệm. Ngoài ra quý anh chị chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% giá tiền là anh chị đã có thể mang đến chiếc xe này về. Còn thủ tục như thế nào và cần phải làm gì thì anh chị hãy liên hệ ngay để nhân viên của Trung Thức Auto sẽ tư vấn cho anh chị. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại vào những chiếc xe tiếp theo.